không biết là anh ấy sẽ vẽ cho chúng ta bức ảnh như thế nào, thưa quý vị đại cung. Quý vị có thể đoán ra đây là biểu tượng gì chưa ạ? Ở phía dưới một xe nghe là có mọi người nói là đây là đầu của một con rồng đúng không nào? Thank you.
nhờ người chiến thắng. Và không biết là sẽ đi đến đâu ạ? Trung Quốc của chúng ta được tham quan những địa danh nổi tiếng.